Biến đổi khí hậu ngày càng tạo ra thời tiết cực đoan ở nhiều nơi trên thế giới. Sau một thời gian cháy rừng và hạn hán nghiêm trọng, Chile đang phải đối mặt với đợt mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt nặng và ảnh hưởng đến hàng ngàn người. Những đoạn phim ghi lại trong hai ngày qua cho thấy các ngôi làng, nhà cửa và cánh đồng ở vùng Maule chìm trong nước lũ. Tài sản của người dân thiệt hại nặng vì thiên tai. Chúng tôi mất hết rồi. Tuần trước, chúng tôi vừa mua 1,5 tấn bắp, giờ thì mất hết. Theo nhà chức trách địa phương, ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong đợt lũ này, 3 người khác mất tích, trong khi hơn 400 người mất nhà cửa và 1.000 người khác phải sơ tán. Bộ Nội vụ Chile đã ban bố tình trạng thảm họa từ vùng Valparaíso đến vùng Biobío. Nhà chức trách cũng cảnh báo mưa lớn và lũ lụt sẽ còn tiếp diễn. Trong khi đó, ở thủ đô Berlin của Đức, mưa lớn trong ngày 26 tháng 6 đã gây ngập ở nhiều con đường của thành phố. Cơ quan thời tiết Đức đã đưa ra cảnh báo bão và mưa đá tại một số khu vực ở Berlin và bang Brandenburg. Ban quản lý hệ thống đường sắt S-Bahn cảnh báo sẽ có tình trạng hủy chuyến và chậm trễ trên toàn mạng lưới. Tây Ban Nha lại đang trong đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm nay. Nhiều nơi nhiệt độ đã tiềm cận mức 40-42 độ C. Nắng nóng khiến cho sinh hoạt hàng ngày của người dân bị đảo lộn. Trước làn sóng nhiệt như hiện tại, chúng tôi đổi khung giờ làm việc, bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc 2 giờ chiều. Thật kinh khủng, bọn trẻ phải đến đây để giải nhiệt vì ở nhà không thể chịu nổi, nóng đến mức chúng không thể ngủ được. Cơ quan dự báo thời tiết Tây Ban Nha dự báo, đợt nắng nóng này có thể sẽ kéo dài đến ngày 28 tháng 6.